31. Quà lễ tình nhân của em đâu? Em đã chuẩn bị cho anh rồi. Tặng cho em. Như anh đã tặng quà lễ tình nhân cho em, vậy em cũng tặng cho anh. Cảm ơn nhé. Em đang tặng quà cho anh đó. Anh có thể coi trọng một chút không? Anh đến nhìn cũng không thèm nhìn nữa. Cũng không biết giả vờ chút sao? Quan hệ của chúng ta, anh còn phải diễn kịch gì chứ? Vậy anh có thể chân thành biểu đạt sự thích thú một chút không? Em gái họ Âm à, phẩm vị của em sao anh có thể nghi ngờ chứ? Hơn nữa, em đừng nhìn thấy bề ngoài của anh sống yên biển lặng, thực ra nội tâm anh sống cuồn cuộn đó. Đoạn diễn xuất này của anh để dành cho cô gái khác đi. Diệp Hải, anh thích như thế nào? Alo, hôm nay hiện trường tình hình như thế nào? Anh đi hỏi em trai anh đi, anh ấy hiểu rõ hơn tôi nhiều. Nếu tôi có thể liên lạc được với nó, tôi gọi cho cô làm gì chứ? Tôi nghe nói hôm nay có người tập kích nó. Ai làm vậy? Hòa Âm, cô nói gì đi chứ? Có phải bây giờ Diệp Hải đang ở cùng cô không? Hôm nay tôi không muốn nghe thêm tên của anh ấy nữa. Sao vậy? Không sao. Cô không muốn nghe tên của nó, nghe tên của tôi được chứ? Bây giờ cô cho tôi biết cô đang ở đâu vậy? Diệp Thiên, anh lại... Thôi bỏ đi. Xin chào, mời đi bên này. Xin chào, đây là thực đơn của chúng tôi. Mời cô xem. Đang làm gì đó? Gọi món. Không phải, cô có chứng khó gọi món sao? Tôi giúp cô, không cần khách sáo. Chào anh, hai người cần gọi món sao? Gọi chứ. Làm phiền một chút. Hay là tôi rót rượu cho cô? Rượu này cũng được đó. Ăn Phi, cô uống rượu tốt vậy. Không được uống nữa. Làm phiền cô chút, có thể giúp cô chụp tấm ảnh không? Chúng tôi dùng để quảng cáo. Nào, chuẩn bị nhé. Đúng vậy, 3, 2, 1. Cảm ơn cô.
Khang Hạo, người ăn nhiều gì vậy chứ? Khang Hạo, dậy đi. Có phải Đông Kinh 122 độ, Bắc Dĩ 40 độ, hướng 75? Dậy đi, nói cho anh biết, sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ? An Phi, An Phi, tôi muốn nói với cô, ở đây, An Phi, tôi muốn nói với cô, tôi thấy cô rất xinh. Xinh thì có tác dụng gì chứ? Xinh là có tác dụng nhất đó. Anh dậy đi, anh nói cho tôi biết anh ở đâu. Alo, cô Trương, cháu có thể đưa một người đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm về không ạ? Nam hay là nữ vậy? Nam ạ, nhưng lúc nãy anh ấy uống nhiều rượu quá, cháu không biết nhà anh ấy ở đâu, nên cũng hết cách. An Phi, cô thì không thành vấn đề, nhưng chuyện này cháu phải hỏi Diệp Hải. Thế này nhé, cháu cứ đưa đồng nghiệp Nam này về nhà trước, cứ về đây rồi tính. Nhưng cô đã hứa với Diệp Hải sẽ coi chừng cháu rồi đó. Cảm ơn cô Trương, chúng cháu cũng đang trên đường rồi. Đồng nghiệp Nam, đến đâu rồi? Gọi ở đây. Anh chờ em đến tận bây giờ mà em lại dẫn một người đàn ông về, một đống bùn nhão. Thật sự em cũng hết cách mà. Uống rượu à? Cô uống một chút. Em cũng uống rượu với cậu ta. Chỉ có một chút thôi, anh có giúp em không vậy? Anh nói cho em biết, em vi phạm hợp đồng thuê nhà rồi, anh phải mách với chủ nhà. Trên hợp đồng cũng có viết cái này đâu. Với lại em cũng đã nói với cô Trương rồi. Em nói thật rồi mà. An Phi, cuối cùng cháu cũng về rồi. Đây chính là đồng nghiệp Nam của cháu hả? Đã đến thì đều là khách. Thế này nhé, đồng nghiệp của cháu không thể nào ở trong phòng khách, cũng không thể nào ngủ trong phòng cháu. Tiểu Diệp, hay là thế này, anh bạn này ở tạm trong phòng cháu một tối nhé. Không được. Ba người giải quyết đi, mệt rồi. Đi thôi, giúp em một tay. Giúp em một tay, An Phi. Đây mà. Bay lên rồi. An Phi, cô xin thật. Nhìn em làm gì? Em có thấy người mình có chỗ nào không khỏe không? Nói tiếng người đi. Không có gì. Đẹp. Hôm nay em đặc biệt xinh đẹp. Cảm giác sờ dẫn vậy. Uống rượu hỏng việc hả? Vậy anh ấy giao cho anh nhé. Anh cứ nhìn em làm gì chứ? Nghĩ nhiều rồi.
An Phi. Sau này đừng liên lạc riêng với tôi nữa. Tôi đã nói tôi cần tất cả phương thức tích trữ kinh khí biển. Tôi đã nói tôi không làm được. Cô nghĩ tôi đang thương lượng với cô sao? Đó là cơ sở của phòng thí nghiệm, là toàn bộ tâm huyết của Mạch Lương. Chính vì như vậy tôi mới cần cô. Sau khi lấy được bản đồ, gửi cho tôi ngay lập tức. Còn việc làm thế nào thì tôi không cần phải dạy cô nữa. Tôi không làm được. Có phải hôm nay cô đã đến hiện trường của cuộc thi lặn không? Có phải cuộc thi lặn đó có chuyện gì không? Nếu chuyện này mà bị Mạc Lương biết, cậu ta sẽ nghĩ thế nào? Chuyện đó không liên quan đến tôi. Là tiến sĩ của phòng thí nghiệm đang yên chạy đến hiện trường cuộc thi lặn làm gì? Còn một chuyện quan trọng khác, đồng hồ đo áp suất nước, đó là một thứ đồ rất quan trọng. Lặn tự do mà thiếu đi thứ này có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Ông đang nói cái gì? Tôi không hiểu. Người thực sự đang nguy hiểm đến cô là cô gái đó phải không? Cô ta đã cướp đi niềm tự hào của cô. Liễu Lan, việc của cô tôi không quản. Nhưng mà tôi không muốn để Mạc Lương dắt mũi cô. Mạc Lương, anh vẫn ổn chứ? Bẩn quá. Cái gì thế này? Bừa bộn quá. Cái quái gì đây? Chào cô. Cậu chính là đồng nghiệp Nam An Phi dẫn về nhà tối hôm qua. Hôm qua An Phi dẫn cháu về nhà đó hả? Hai người thực sự là nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm. Sao với tưởng tượng của mình không giống chút nào vậy? Không hiểu nổi, không hiểu nổi. Phải rồi cậu nhóc, cái cửa phòng phía bên của cậu gõ mấy cái giùm tôi. Gọi An Phi mau xuống đây thu dọn. Cậu xem, làm bừa bộn hết cả rồi. Thank you.
Không đúng, không đúng. Chắc chắn là mình mở không đúng. Cậu biến. Hai người. Anh thấy cô ấy. Sao vậy? Có vấn đề gì? Tránh ra. Chào cô Trương. Tiểu Diệp, chuyện gì thế này? Sao cháu làm chỗ này bừa bộn vậy chứ? Tối qua rốt cuộc hai đứa làm gì vậy chứ? Cháu xem đi, chỗ này bề bộn thế này. Nhi cô Duyên, cậu muốn đi đâu? Không phải tôi bảo cậu gọi An Phi dậy sao? Sao còn chưa ra đây nữa? Cháu có lỗi với An Phi. Diệp Hải, mới sáng sớm làm gì vậy? Dỡ nhà hả? Tối qua sao về đây được vậy? Cô à, để cháu làm cho. Không được, nếu không lau thì sẽ càng khó lau. Để cháu làm cho. Tiểu Diệp, cô thực sự không hiểu. Tối qua hai đứa ở đây nhảy nhót cái gì à? Có thể nói như vậy. Thật là. An Phi sao còn chưa xuống đây? Cho nó bữa sáng của cô làm xong nguội hết rồi. Như vậy không tốt cho sức khỏe. Tiểu Diệp, tối hôm qua sau đó cháu và đồng nghiệp của An Phi ngủ cùng một phòng sao? Sao có thể chứ? Không ngủ chung phòng hả? Bí mật của mấy đứa thanh niên cô sẽ không hỏi tới nữa. Cô Trương, cha hỏi cô về một vấn đề, chuyện nhân sinh sâu sắc. Hỏi đi. Nếu để một cô gái tức giận, làm thế nào mới được cô ấy tha thứ đây? Cháu làm sao gì à? Không phải cháu. Tiểu Diệp, cô nói cháu biết. Thời gian trước mẹ của An Phi đã đến đây. Cô đã nói cháu cho bà ấy biết. Còn về cháu tiếp tục làm thế nào phải xem biểu hiện của cháu rồi. Cô cũng biết ba mẹ An Phi không ở bên cạnh, cho nên cháu phải làm một chiếc ô bảo vệ cho An Phi, biết chưa? Nhưng mà cô à, cô giới thiệu cháu cho mẹ An Phi, có thể để cho cháu chuẩn bị trước không? Phải, cháu phải chuẩn bị trước. Quan hệ nam nữ trước đây của cháu quả thực quá phức tạp rồi. Đó đều là giả cả, sao là giả được? Cô Lâm đó, 5 lần 7 lượt mang đồ ăn đến cho cháu. Nhưng cháu yên tâm, chuyện của cô Lâm, cô không có nói cho mẹ An Phi biết đâu. Cô đúng là cô ruột của cháu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tiểu Diệp, nam nữ quan hệ phải rõ ràng. Đừng để An Phi không yên tâm. Chỉ cần nó tin tưởng ở cháu mới có thể tha thứ cho cháu, biết chưa? Biết rồi. Anh muốn giặt ra giường và giỏ gói. Em có quần áo giặt không? Sẵn tiện anh giúp luôn. Tối qua em làm sao vậy? Tối qua em về nhà, sau đó
Không làm gì cả. Anh từ lúc nào trở nên nhẹ nhàng như vậy? Dịp hải trước kia của em đâu? Vì nhân dân phục vụ mà. Được rồi, được rồi. Em muốn yên tĩnh một lát. Suy nghĩ tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi sẽ giữ bí mật mà. Cậu đến đây làm gì? Có chuyện gì sao không gọi điện thoại? Anh sao giống như nội trợ gia đình vậy? Hai người phụ nữ trong nhà, tôi không làm thì ai làm đây? Đứng nhìn làm gì? Không qua đây phơi phục tôi đi. Hôm nay chỉ hai chúng ta phụ trách những thứ này thôi. Chỗ này đã làm hết một nửa rồi. Chu Diệu Diệu nói tham gia thi đấu xong cô ấy đã bị bệnh, không thể đến. Chẳng phải cũng đi sao? Có phải xảy ra chuyện gì không? Đảo này có được không dễ. Đảo? Chúng ta đều biết đảo này có được thực sự không dễ. Không phải làm ăn phi cô ấy, tự cuốn vào đó cô ấy. Nghĩa là sao? Nghiên cứu viên Lục, nếu thí nghiệm lần này chúng ta không thể nào cố gắng hết 120 phần nỗ lực thì tôi cảm thấy có lỗi với An Phi. Lần đầu tiên báo cáo công việc với anh như vậy. Cậu đã nói tôi những gì với An Phi vậy? Đúng rồi, bên Andrew sao rồi? Vị trí cuối cùng mà Động Tử Long cho tôi là ở gần địa điểm thi đấu lặng, cho nên cậu lại mất dấu rồi đúng không? Nhưng có một sự trùng hợp, tôi phát hiện anh ấy từng ở văn phòng của Giang Chấp. Giang Chấp? Giang Chấp trước đó đúng là có từng tiếp xúc với ông nội tôi ở Nam Hải. Còn Andrew thì cũng có khả năng lớn là hung thủ giết chết ba mẹ tôi. Cho nên hai người họ quen biết nhau thì... Nhưng bên tôi không có chứng minh được họ có tiếp xúc với nhau. Có. Tiến sĩ Si. Tiến sĩ Si. Việc quan trọng trước mắt là phải tìm được. Ông chủ. Ông chủ sao vậy? Tìm được tiến sĩ Si. Tiểu Diệp, cháu nói xem cháu chưa lau sàn nhà xong lại đi đâu rồi? Làm việc gì cũng phải có đầu có đuôi chứ. Lần sau không được như vậy nhé. Để cháu giúp cô. Để cho anh, em đừng động vào. Đưa cháu. An Phi, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi. Cháu nói tối qua cháu sao làm cho cái phòng lộn xộn lên hết vậy? Với lại đồng nghiệp của cháu, cái gì cũng không làm, cứ vậy mà đi. Đồ ăn của cháu để ở đây này. Cháu nói hai đứa cháu sao có thể lộn xộn như vậy chứ? Cháu nói xem. Cô Trương, cô đừng nói An Phi nữa. Thỉnh thoảng em ấy mới như vậy. Cô nói cháu đi. Cô cứ yên tâm, cháu đảm bảo sẽ dọn sạch sẽ cái nhà cho cô, không dính một hạt bụi nào. Còn chà cái bàn đó, chà ra ngôi sao cho cô luôn. Tiểu Diệp, bây giờ cháu biết cách thương con gái rồi sao? Được được được, vậy cứ tiếp tục đi. Đúng rồi cô Trương, hôm nay chẳng phải có buổi học nấu ăn sao? Đi mau đi, bánh kem hay sao mấy chương linh đang đợi cô đó. Đúng rồi. Nào nào nào. Nào, túi.
Cô nói với hai cháu, sau khi cô đi, hai cháu nhất định phải dọn sạch sẽ nhà mới được ra ngoài. Sao hôm nay anh cứ kỳ kỳ lạ lạ sao vậy? An Phi, bây giờ là chuyên mục hỏi đáp. Lập tức ngay bây giờ, nói ra tên của ba nhà khoa học mà em ngưỡng mộ nhất, 10 giây bắt đầu. Anh bị bệnh hả? Mới sáng sớm. Còn có 5 giây. Không rảnh chơi với anh, vì chúng ta đổi đồ khác. Lập tức nói ra bản tuần hoàn, hạng thứ ba, cái thứ hai là gì? Đây là một tấm thẻ ngân hàng. Em cầm lấy, thích làm gì thì làm. Em muốn mua gì thì cứ mua. Anh không thấy anh mới là người có vấn đề hay sao? Bây giờ em tỉnh táo lắm đó. Tôi đâu phải Diệp Hải. Sao lại hẹn hò tôi ra những chỗ này? Tôi thích. Nói đi, có chuyện gì? Chẳng có chuyện gì. Không có chuyện gì, tôi đi đây. Đây là gì? Cái này tôi không tặng đi được. Từ ngoại trừ Diệp Hải không có bạn bè nào. Anh đừng chê nhé, cầm lấy đi. Thứ cô không tặng đi được thì cho tôi sao? Tôi không cần. Chẳng phải từ nhỏ anh đã thích thứ này rồi sao? Ông của anh chẳng phải chỉ cho Diệp Hải sao? Bây giờ lớn rồi, tôi cho anh, cầm lấy đi. Ý cô là gì? Tội nghiệp tôi sao? Thứ tôi muốn, tôi sẽ tự lấy được. Chẳng qua là một món quà thôi. Anh nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thí nghiệm sắp bắt đầu rồi. Tôi tin đến lúc đó, ba cô sẽ sắp xếp cho cô rất nhiều công việc. Cô có thời gian chơi trò này với tôi. Không bằng quay về suy nghĩ cho kỹ, làm thế nào cùng Giang Chấp, Liễu Lan nói một chút, hai người họ thuyết phục Mạc Lương. Anh là người máy sao? Trong đầu anh có phải chỉ có thí nghiệm không? Tôi chỉ là muốn chứng minh Hạng Hải chuyển thừa đến nay rốt cuộc là chuyện nên làm dựa vào loại tinh thần đại dương hư vô này hay là dựa vào một công ty. Bây giờ tôi thấy Diệp Hải bình thường rồi. Anh điên rồi. Đừng quên là cô nói muốn làm thí nghiệm này. Hai anh em nhà này có phải uống nhầm thuốc không? Đây vẫn là mình sao? Mình chưa tỉnh ngủ. Chắc chắn nhưng chưa tỉnh ngủ. Tối qua mình uống nhiều vậy sao? Sao mình lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Khang Hạo, đưa về. Mình ngủ liền. Tỉnh lại thì như thế này. Sao mình uống say còn có kỹ thuật trang điểm? Mình quá trâu bò rồi. Mình cũng biết trang điểm. Mình quá giỏi rồi. Lung tung như vậy vẫn là không trang điểm đẹp hơn.
Làm gì vậy? Không phải muốn đến Nam Hải sao? Đêm đi lanh quanh. Dùng cái này đi. Anh đừng ngã đó. Sau đó hủy dung nhan của em. Em còn cần dung nhan sao? Thật không ra ngoài hả? Thấy anh hiền lành quan tâm như vậy, vậy em đồng ý làm chó săn nhỏ một lần. Rõ ràng là muốn để anh đưa ra ngoài. Anh cảm thấy em muốn ngồi cái này cụ mông lên hai lần sao? Không không không, em phải nghĩ cái này thành xe hơi siêu cấp bảo vệ môi trường, môi trường hoàn hoa carbon thấp. Vậy bắt tay, mời nổ máy đi thôi. Em đừng có lắc, anh nắm phương hướng không có tốt. Em chính là hơi lạnh, dựa vào anh liền run rẩy. Vậy em dựa gần chút nữa đi. Tối qua uống rượu say có nói gì không nên nói không? Em có nói thứ gì không thể miêu tả không, hay là thứ gì kỳ quái không? Anh có ý gì vậy? Nếu vợ trò điên, anh phải nói cho em biết. Anh, anh khoa trương như vậy làm gì? Sự thật đau. Đau ở đâu? Sao lại như vậy? Em cảm thấy thế nào? Là công ty lặn nước xảy ra chuyện gì sao? Có người muốn làm hại anh sao? Sao em trông giống như cá nóc vậy? Nói thật đó. Anh kêu hắn làm. Hắn chính là hải tặc kia. Đúng vậy. Anh vẫn luôn điều tra chuyện của ba mẹ anh, nên hắn cũng điều tra anh. Hắn không phải nên trốn anh mới đúng sao? Cho nên anh mới cảm thấy mục đích của hắn không hề đơn giản. Hắn lấy thuyền trong chai của anh. Anh, sao anh bây giờ anh mới nói với em? Với tính khí của em, lại tìm đến hội viên hiệp hội việc của em, dám làm việc nghĩa một lần. Lần này không giống vậy. Đây là có ý mưu sát. Yên tâm đi, anh sẽ không dễ dàng xong đời như vậy. Vậy anh báo cảnh sát chưa? Báo rồi, lại để hắn chạy thoát. Hắn xảo hoạt như vậy. Hơn nữa tiến sĩ Si hình như cũng đang ở trong tay hắn. Cái gì? Đừng nóng vội. Em đó, cứ làm tốt việc của mình đi. Vấn đề còn lại giao cho anh giải quyết. Không được, em cùng anh đi tìm tiến sĩ Si. Em nghe anh nói chuyện tiến sĩ Si bị bắt đi rất có khả năng liên quan đến thí nghiệm Poseidon. Ông ấy từng nghiên cứu thuyền trong chai. Nơi muốn đi kia là nơi ông nội anh cùng Giang Chắc từng phát hiện khí hydro biển. Nếu như anh nói như vậy, Giang Chắc cũng rất nhiều thứ có quan hệ. Anh tin rằng chắc có thể đào ra rất nhiều chuyện. Ngồi đi. Vậy bây giờ không thấy thuyền trong chai nữa rồi, có ảnh hưởng gì đến anh không? Có thể, có lẽ anh không biết. Vậy bây giờ anh thế nào? Không sao. Bây giờ chúng ta còn có vấn đề nóng tay hơn chưa giải quyết. Có vấn đề gì chứ? Để anh nghĩ xem nói thế nào. Anh còn có lúc không biết nói chuyện hả? Tất nhiên, rất nghiêm túc. Anh vẫn chưa tỏ tình với em. Anh là muốn tỏ tình sao? Tất nhiên rồi. Yêu thầm ai kia 7 năm rồi cũng chưa tỏ tình, rất tiếc nuối nhỉ. Anh nói vậy làm gì chứ? Trước kia không phải em vẫn luôn nói rốt cuộc là anh thích em hay là ảnh hưởng với sự Poseidon đến theo đuổi em? Bây giờ nói rõ ràng với em là anh thích em. Em vẫn luôn tin anh. Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Làm lại từ đầu lần nữa. Bắt đầu thế nào?
hôn một cái.